Lại đó. Hoàng hậu nương nương, mở cửa ra. Dạ, mở cửa ra, mở lên. Hoàng hậu đang tìm Sở Hoa có đúng không? Hoàng hậu, công chúa, tại sao hai người phải giấu thần? Hai người không nên giấu thần bất cứ chuyện gì. Thần vì sao lại làm như vậy? Lẽ nào cái chuyện này hai người không hiểu rõ hay sao hả? Có thật là hai người không hiểu tại sao thần phải làm như vậy hay không? Ân Tề đại nhân, chỉ cần có thể tiếp tục ý nguyện cuối cùng của chính Hưng Tiền Dương, có thể bảo vệ được hoàng tộc, thì Ân Tề ta sẵn sàng làm mọi việc. Cho dù là phải mang tiếng xấu ở trong lịch sử thì ta cũng sẽ không oán trách gì đâu. Vì vậy mà hai người không nên giấu thần bất cứ việc gì cả. Tất cả đều là vì bảo vệ hoàng tộc. Chào thủ lãnh lâu ngày, ngài đến chỗ của già có chuyện gì sao? Đại nương, đã lâu không gặp, đại nương vẫn khỏe chứ? Con trai của già Sĩ Diên qua đời đã lâu, vậy mà ngài vẫn quan tâm chăm sóc, không biết phải báo đáp ân đức của ngài thế nào? Không có gì cả, đó là việc mà ta phải nên làm. Thật là đa tạ thủ lĩnh. Nhưng mà hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ đại nương. Bà già này có thể giúp gì được? Nhờ đại nương hãy chuyển cái này đến cho Cố Sa Hưng hay là Đại Phong. Có phải là Đại Phong và Cố Sa Hưng bằng hữu của Sĩ Diên? Dạ, đại nương biết họ à? Đương nhiên là già biết rồi. Tuyệt đối không có được cho người khác, chỉ có thể đưa cho hai người họ thôi. Dạ, già đã nhớ rồi, ngài không cần phải lo. Có thật cho thực hiện thế đó trước không? Dạ, nô tài thật sự đã nói tất cả những gì mà nô tài biết. Ta không trừng phạt các ngươi, nhưng phải khai đúng sự thật. Đó là một con dao nhỏ, có phải được làm bằng vàng đúng không? Điều này bọn nô tài không có chắc chắn lắm. Đại ca, huynh nhìn thấy nước mẫn có thứ đó bao giờ chưa? Đồ ngu, là bằng vàng chúng ta đang trộm từ lâu rồi. Nô tài thật sự chưa có nhìn thấy nó, không có nhìn thấy con dao đó. Vậy lần đầu tiên các ngươi gặp Đức Mẫn là khi nào? Dạ lúc đó là khi mà công chúa bị mất tích ở chùa Như Lai. Đúng vậy, lúc đó Đức Mẫn đã nói để đến từ một nơi rất xa, để còn nói mẹ mình đã qua đời. Để vì muốn tìm mưa lỗ nên mới không quãng đường xa xa xôi đến cây lâm này. Mưa lỗ? Người có biết Đức Mẫn hay không? Đức Mẫn có phải là đứa bé mà năm đó người đã mang đi hay không? Đức Mẫn chính là... Không thể nào, Đức Mẫn là một hoa lan, là một nam nhi. Đức Mẫn là một nữ nhi có phải không? Đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Phải nữ nhi không? Dạ phải. Dạ, nô tài cũng mới biết cái đây không có lâu lắm. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói Đức Mẫn là nữ nhi? Dạ, Đức Mẫn chính là con gái đó. Thank you.
Cô nói có mẹ của Sĩ Diên kiếm chúng tôi. Dạ. Tại sao đại nương lại tới kiếm mình vậy? Tôi không biết. Dạo này xảy ra nhiều việc kỳ quái quá. Đại nương! Đại nương khỏe không? Đại nương à, kiếm chúng tôi có chuyện gì? Là thủ lãnh Vũ Thiên kêu ta đưa cho các con. Thủ lĩnh à? Ngài còn dặn là phải đưa tận tay các con đó. Hình như là rất quan trọng. Xong rồi, vậy ta về nha. Đại nương cẩn thận. Ta phải đi gặp công chúa. Đệ sẽ tới đó. Nhớ cẩn thận. Tại sao Hoa Lan lại tới đây? Thủ lĩnh Vũ Thiên sai ta tới. Ta có việc phải chuyển lời lại với công chúa. Xin cho ta gặp tỳ nữ của công chúa là tiên sở. Thủ lĩnh Vũ Thiên, ta biết rồi. Người Long Vô Hình đến tìm nó là thủ lĩnh Vũ Thiên, sai hắn đến chuyện là với công chúa. Mau theo ta. Có chuyện gì hả đại nhân? Nô tài đang thi hành nhiệm vụ. Mau theo ta. Ân tề đại nhân. Công chúa, ta nghe nói là Vũ Thiên cho người tới gặp ta. Vậy mà tại sao ngài lại muốn mang người đó đi? Hãy mau theo ta. Công chúa không được giấu thần bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, người đã từng nói là chưa giấu thần chuyện gì. Nếu người có cần gì bẩm báo với công chúa, hãy nói ở đây đi. Nói nhanh lên. Rốt cuộc Kim Vũ Thiên có chuyện gì cần phải bẩm báo với công chúa? Chuyện này... Nói đi. Ân tề đại nhân à, Đức Mẫn đang gặp nạn. Cho nên công chúa hãy mau tìm cách giải quyết. Thủ lĩnh nói vậy đó. Điều này là thật sao? Tại sao ngài lại có thể ra lệnh như vậy? Thần đã từng nói với công chúa là chỉ cần là vì hoàng tộc, thần cam tâm tình nguyện chịu mang tiếng xấu đến mãi đến muôn đời sau. Cho dù là như vậy đi nữa, chuyện này dù có liên quan tới chính trị, nhưng nó cũng là việc của ta, của mẫu hậu ta và của cả bệ hạ. Chưa nhận được ý chỉ của bệ hạ, tại sao ngài có thể độc đoán và chuyên quyền như vậy? Vậy còn công chúa thì sao? Công chúa đã bẩm báo chuyện này với bệ hạ chưa? Việc qua làng Đức Mẫn là muội muội sinh đôi với người, công chúa đã bẩm báo bệ hạ chưa? Các người đang nói gì đó? Nói mau, sự thật đã xảy ra chuyện gì?